Chloe's Entertainment Channel mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review các cái món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh này nha các bạn. À, đầu tiên mình sẽ bắt đầu với cái món cái máy chụp hình của hãng Clever Hippo. Đây các bạn. Đây, cái máy chụp hình này có giá là 699.000, là coi như 700.000 nha các bạn. Đây mình nhìn sơ qua cái này một tí. Đây. Đó. Cái máy này chụp được nha các bạn. Gặp gần nó thôi nha. Đây coi trong đây có gì. Cái máy chụp hình này mua ở My Kingdom. Đây dễ thương quá. Có màu xanh, có màu hồng. Đây, các bạn nhìn sơ qua một cái nha. Đó, một cái máy chụp hình. Đây, dễ thương không? Mua cho các bé. Rồi, cái này là cái dây sạc ha. Đồng thời cũng là cái dây mà mình sẽ sử dụng khi mà mình chụp hình hoặc là mình quay video với cái máy này á các bạn. Xong rồi mình sẽ gắn một cái đầu vô cái máy này. Đây, cái này mình lấy ra được nha các bạn. Nè. Đó, đây là cái bọc cái máy chụp hình lại để mình đeo để không có bị rớt á các bạn. Coi coi, đây. Đó, cái hình con voi, cái tay con voi rất là dễ thương. Rồi mình lấy cái này ra xong thì đây các bạn. Ở đây nó có một cái chỗ nè, mình gỡ nó ra. Đây, ở đây có hai cái khe cắm ha. Một cái khe cắm ở đây là cái thẻ nhớ. Thì cái máy này cái thẻ nhớ là 32GB. Còn cái ổ cắm còn lại là cái dây này. Mình cắm vô đây để mình sạc, sạc pin cho cái máy chụp hình. Đồng thời là mình, cái dây này cũng là cái dây mà mình cắm vô cái máy tính ha, để mà mình truyền cái hình ảnh và hoặc là cái video vô cái máy tính của mình. Rồi, cái này lấy ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình nhìn sơ cái máy chụp hình này một chút nha. Đây. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương không? Trời quá đẹp. Đồ chơi nhưng mà chụp hình rất là đẹp nha các bạn. Chụp hình được luôn nha các bạn. Quay video được luôn. Đây, cái máy chụp hình này có camera trước, camera sau luôn nha. Và bây giờ mình sẽ mở lên nha. Đây là cái nút nè. Bạn nhìn đi. Nút này là nút mình sẽ mở lên nè. Đó. Mở máy lên. Hello Clever Hippo. Đó các bạn thấy không? Trời, đồ chơi nhưng mà chụp ngon lành nha. Đó. Đã chưa? Đây, giờ camera, đây là camera, camera trước nè. Và quay camera là y như cái điện thoại của mình á. Đó. Ok nha các bạn. Quá đã, quá đã. Rồi, bây giờ đi kèm với cái này á, là có một cái, đây. Đây là cái hướng dẫn sử dụng nè. Đó. Đây có mà đây mấy màu luôn nè, màu xanh nè. Mình mua cái màu xanh này. Rồi đây có màu cam, có màu hồng đây nữa nè. Đó. Hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Đây. Giờ mình chụp, đây là cái nút chụp hình nè. Đó, cái nút này là cái nút chụp nha. Bây giờ mình chụp thử nè. Đó, chụp xong rồi đó. Rồi bây giờ mình chụp xong rồi, bây giờ mình muốn xem, chụp thử một cái nữa đi nè. Bên đây nha. Rồi, bây giờ mình muốn xem lại hình á thì mình sẽ bấm nút này nha. Đây. Đó, đây là cái hình mình mới vừa chụp nè. Ồ, đẹp quá. Sáng sủa này nọ, y như máy chụp hình thiệt luôn á. Không có thua kém gì mấy cái máy chụp hình Canon này nọ nha các bạn. Đây, mặc dù là đồ chơi thôi, đồ chơi con nít bây giờ là rất là hiện đại luôn á. Đây, mua cho các bé để các bé đem ra ngoài đường chụp ảnh làm YouTuber rồi nha các bạn. Đây nè, bây giờ Chloe sẽ cho các bạn coi tiếp. Bây giờ cái hình đây là mình coi lại nè ha. Rồi, đây là cái nút mà mình tua tới tua lui nè. Đó, hình ảnh nè. Đó. Đó, cái hình ảnh mình mới chưa chụp nè. Rồi bây giờ mình không thích cái hình này, bây giờ mình muốn xóa cái hình này thì mình làm sao? Mình bấm vô cái nút này. Nút này nha. Bấm nè. Đó. Cái nó mới hỏi mình là bây giờ có xác nhận là muốn xóa cái hình này hay không. Thì mình xác nhận thì mình bấm cái nút này. Là cái nút chụp hình luôn. Đó. Bấm một cái. Rồi nó xóa rồi đó. Đó. Rồi cái hình nãy mất tiêu rồi.
Ồ, quá hay luôn á. Rồi bây giờ mình muốn thoát cái chế độ mà xem lại cái hình này thì mình bấm cái nút này, hay là mình quay lại chế độ chụp hình nha các bạn. Đó, đó, quay phim được luôn, chụp hình được luôn, thích gì làm đó. Đó. Rồi mình, các bạn mà đi ra đường á, cái mình đem theo mình chụp hình á, cái mình gắn này vô. Đó. Gắn vô nha. Đây. Đó các bạn ơi, đó Chloe mà đi ra đường Chloe chụp hình á, cái Chloe đeo cái này nè, đó cọng dây này đeo vô cổ, xong rồi Chloe bấm, Chloe chụp tùm lum tùm la hết trơn, trời. Quá đẹp. Đó các bạn. Dễ thương không? Quá dễ thương luôn. Nè, có đèn flash đồ này nọ dữ dằn chứ bộ. Trời ơi, dễ thương quá. Ôi, hay quá. Rồi, bây giờ mình đã coi như là mình review xong cái món, cái máy chụp hình này nha. Cái máy này mua ở My Kingdom nha các bạn. Rất là có 3 màu hồi nãy như các bạn thấy rồi đó. Ok, rồi tắt nó nha. Đó, bye bye rồi, giờ xong rồi đó. Rồi, xong một món thứ nhất. Hôm nay mình có mấy cái món nhỏ nhỏ xinh xinh vậy đó. Rồi để qua một bên. Rồi đây là cái, các bạn thấy cái này là cái gì? Cái này là cái đồ, cái con này là cái con chết đúng không ta? Tự nhiên quên rồi. Đây là cái, đây nó có một cái cọng dây ở đây. Ha, à, đó. Thấy đã không? Rồi để cho các bạn xem nè. Nè, thấy không? Mình kéo một cái là nó quay ha. Cái này là đồ chơi ngoài trời á, mình đem ra công viên á, mình kéo một cái cho nó quay lên. Đó, khi mà mình kéo mạnh á là cái này nó sẽ bay lên nha các bạn. Đây. Đó. Một chút nữa Chloe với lại dì của Chloe sẽ chơi hai cái này cho các bạn coi. Cái này ha, cộng với cái này nữa nè. Đây. Mấy cái này là đồ chơi ngoài trời. Nè các bạn. À, đây cũng là một dạng giống vậy, nhưng mà cái này nó là cái hình khác, cái hình trực thăng này mình lấy ra được. Đó. Trong cái thanh này là có kẹo nè. Đó. Kéo này ra. Đó. Khi mà mình kéo mạnh nó ngoài trời thì cái này nó sẽ bay lên nha các bạn. Đó, chút nữa sẽ coi. Chút nữa sẽ coi Chloe chơi nha các bạn. Đó, mấy hôm nay là review mấy cái nhỏ nhỏ xinh xinh vậy đó. Đây. Đây là cái cây quạt Hello Kitty. Rồi thêm một cái nữa là đây cái Paw Patrol. Đó, Chloe có hai cây quạt. Đó. Ở trong đây nè, có kẹo. À, mấy cái này rẻ lắm, mấy này có mấy chục ngàn, 20-30 ngàn gì đó không nhớ, mua ở mấy cái chỗ Circle K á các bạn nè. Ở trong đây là có gì đây? Úp. Đây là cái có kẹo nè. Rồi, có cái con stem. Đó, cái này mình đóng dấu vô. Đây nè. Ra cái hình này, Hello Kitty thấy không? Đó. Đó, vậy đó. Lại trong đây đi đính kèm. Khẳng nó vô. Đó, cái này là cái cây quạt, đây có cái nút bấm nè. Đây có cái nút bấm ha, bấm vô là nó quạt. Đó. Cây quạt á. Trời mấy trời hè nóng nực về mình có cái quạt này mình quạt cũng sướng nha. Đó, không thích buông ra. Đây Chloe có hai cái. Cái này là Paw Patrol. Này, cái cánh quạt này nó bằng cái mút cho nên là đụng phải cũng không có sao nha các bạn. Nè. Không có sao nha. Bên đây cũng vậy luôn. Đó. Rồi xong hai cái cây này. Rồi bây giờ đến cái món đồ chơi tiếp theo. Bây giờ đến món đồ chơi tiếp theo là món đồ chơi ớt ăn bi. Đó các bạn thấy không? Phía trước mặt nè. Món đồ chơi này cũng rẻ lắm, có 150 ngàn thôi. Ớt ăn bi ha. Bây giờ mình sẽ lấy ra coi bên trong đây nó có gì nha. Đây. Đó. Cái này. Đó. Ba con ếch. Rồi đây là bi. Đây, Chloe bỏ vô trong cái hũ này để cho mấy cái viên bi này nè các bạn, nó không có rớt ra ngoài thôi. Có mấy viên kẹo. Kẹo thì để mình ăn, còn bi thì để mình chơi mấy cái viên bi này. Đó. Để cho các bạn nhìn gần hơn nha. Rồi các bạn nhìn gần hơn nha. Đó, có ba con ếch, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Ok. Bây giờ bỏ mấy cái viên bi này vô đây coi. Đó.
Chút nữa Chloe với lại dì của Chloe á, sẽ chơi cái này. Cái này mà mình có ba người chơi á, mỗi người sẽ là dành một cái con ếch. Thì mình chơi, mình tranh nhau để mình ăn bi á, vui lắm các bạn. Chơi ba đứa thì vui lắm luôn. Nè, bây giờ này lấy tượng trưng ra cho coi thôi ha. Đây cách chơi nè. Đó, thì mình sẽ bấm cái nút này. Đây, đó, con ếch nó phải nhảy tới nó ăn được viên bi. Thì người nào mà ăn được nhiều viên bi nhất thì người đó sẽ thắng. Đó, cái này chơi ba đứa là vui lắm. Đây. Này các bạn nhìn nè, giả bộ nè, đó. Con này nó ăn vô này thấy không? Nó ăn vô thì nó đi ra ngoài đây. Đó, bi nó đi ra ngoài đây. Đó, dành nhau ăn nè. Đó, ba đứa chơi là vui lắm. Bi nó lọt xuống đây nha. Rồi mình chơi xong á, cái mình dành nhau mình ăn con ăn bi vậy đó, rồi cái mình đếm bi, người nào mà có số bi nhiều hơn á thì người đó sẽ thắng. Ok, chút nữa các bạn sẽ coi Chloe với lại dì của Chloe chơi cái ếch ăn bi này nha. Ok. Đâu, được chơi đâu? Đó chơi. Đó, Monst- đâu bây giờ. Monster Frog. Ừ, đúng rồi, Frog. Chơi chưa? Chơi chưa? Chơi giờ. Nhào vô chứ không. Trời ơi, cái giỏi quá. Ê, trồng một cái kìa. Rồi, hay quá, ai ăn được nhiều hơn. Ai ăn được nhiều hơn. Đây, thôi. Đâu, được rồi. Có còn mất kẹt nữa nè. Đâu, con được bao nhiêu viên? Mình sắp rồi, em được bằng nhận bao nhiêu nè. Ok, 4, 5. À. Ê, còn trong đây nữa nè. Rồi, đâu, Chloe đâu, được mấy viên? Khoan, từ từ. Đây. 9 viên. Rồi, Chloe được mấy viên? Ừ, hết được, mất rồi. Đây, Chloe bị cột nó ngoài vậy nè. Rồi, hết rồi. Hết rồi. Mình đếm không? Đếm gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, Chloe ăn được nhiều ăn tốt rồi, bỏ vô. Đâu, mình chiến đấu lại đi. Bây giờ bỏ vô chiến đấu lại coi. Rồi bỏ vô, đâu bây giờ chơi lại nha, một lần nữa nha. Coi coi ai sẽ ăn được nhiều hơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được có 6 rồi. Rồi, bóc cái nắp bỏ trên đây. Lấy sữa cút lấy tao màu vàng nha. Được rồi, cút có thua. Cây thua. Không, mình thua. Cây thua. Nhưng cút. Rồi chơi chưa? Rồi Chloe con màu nào? Thấy con màu đỏ đi. Rồi. Màu vàng, màu nước kê. Rồi, 1, 1, 2, 3, bắt đầu. Gì vậy? Bắt đầu. Wow, xong rồi. Rồi. Đâu ai được nhiều hơn? Đâu. Mình đã thắng rồi. Cút cút ít rồi, cút chưa dở thì cút ít chưa sao? Thì cút chưa dở. Thôi. Rồi, Chloe được mấy cục? Đếm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá, trời ơi, ăn nhiều hơn cút luôn rồi. Chơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. 10 luôn. 10 luôn, cút lại thắng. Yeah. Mình cho cút lỡ lại một lần nữa đi nha, mình chơi lại một lần nữa, mình cho cút lỡ nha, lỡ một bàn thắng vinh dự nha cút. Okay. Lần này mà cút không thắng được nữa thì thôi là hả, là cút còn thua Chloe 4 tuổi nữa đó nha. Lấy cái màu vàng, cút sẽ không lấy màu xanh nữa. Ok. À, cho cút màu vàng đi, cút thích màu vàng nữa. Rồi. Đó. Okay, bây giờ Chloe thắng bây giờ. Rồi chơi thắng bây giờ. Chào mà đã đi. Ai chào màu xanh? Thôi không ai chào màu xanh hết. Rồi chơi đi, để lên. Tắt. Trời ơi. Tắt lỡ rồi, tắt lỡ rồi, cố rồi.
Sao biết màu đỏ thắng rồi?
Wow. Chà, cái này có bộ rồi, vui á. À, cái này chút kiểu quá à. Màu đỏ như khác. Ủa sao vậy? Sao đòi lại vậy? Ở cái này nhẹ hơn. What? Ở cái này mặn hơn. Cười bóp thì không nghe nè. Oh, rồi thôi nhiêu đó đủ rồi. Không chưa đủ nữa. Thôi rồi chơi nhiêu đó đủ rồi. Thôi bây giờ hả, chào các bạn đi, hẹn gặp lại các bạn thứ tư tuần sau đi con. Bye bye các bạn, chơi xin tuần sau. Bye bye. Bye bye, see you again.